Xin chào tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc. Khi mà chúng ta muốn học cái nghề làm phim hoạt hình, thế thì trải qua phim hoạt hình 2D thì tôi đã sử dụng như Tom Bomb Studio, Toon Boom Harmony bản 16-17 và Graytop Animator, rồi Cartoon Animator. Thì tất cả các phần mềm thì tôi thấy là có một cái phần mềm mới mà hiện nay ở trên Việt Nam mình ít sử dụng, và hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn chúng ta bài học đầu tiên để chúng ta có thể làm được cái phần mềm đó. Phần mềm này thì hoàn toàn miễn phí và mở, các bạn chú ý nhé. Chúng ta download phần mềm thì chúng ta vào đây, chúng ta download về, chúng ta vào Google, chúng ta search chữ này cho tôi. Các bạn search chữ này nhé, Open Tool Z. Đấy. Các bạn vào Open Tool Z thì các bạn vào trong kho của cái trang này thì nó cho chúng ta download về, các bạn nhấp vào đây, cài đặt rất là nhanh. Ở đây thì các bạn nhìn thấy chữ là Click here to download, gồm có Open Tool, Effects, rồi Kumo Work, hai cái phần mềm này là hai phần mềm chỉnh sửa ảnh cho các bạn làm tạo thành các hình ảnh nền vân vân. Còn phần mềm chính của chúng ta là đây, và Effects thì chúng ta download về, chúng ta cài plugin vào cho phần mềm thì nó sẽ được. Với các bạn nhấp vào đây. Đấy, nhấp vào đây và các bạn sửa xuống thì các bạn nhìn thấy là có hai bản, bản cho máy Macintosh hay là máy Apple, thì còn đây là cho bản Windows. Các bạn nhấp vào đây, các bạn download về. Thì download về thì chúng ta cài đặt bình thường thôi, cũng rất là dễ. Các bạn đợi một chút là chúng ta sẽ download về và ta sẽ học bài đầu tiên. Thì thực sự với phần mềm này sống động vô cùng, sống động vô cùng hơn cả Toon Boom Harmony và Graytop Animator. Cái phần vẽ rất là tiện lợi cho các bạn có thể sử dụng nhanh được các nhân vật mà không cần phải sử dụng phần mềm Photoshop. Bây giờ các bạn nhấp vào đây nhá, các bạn hiển thị tải về này. Đấy, thì các bạn có thể nhấp thẳng luôn, các bạn vào đây, nó download ở trong thư mục này. Đấy. Và ta vào trong này thì chúng ta sẽ setup nó. Đấy, các bạn nhấp chuột phải cho tôi nhá, các bạn nhấp chuột phải, các bạn chạy run admit chạy run theo cái quản trị của máy tính, hoặc các bạn mở ở bật được. Đấy, chúng ta mở ra, các bạn nhìn thấy phần mềm được cài đặt, chúng ta chọn OK, các bạn accept agreement, các bạn cài đặt. Đấy. Cái này là phần mềm miễn phí nha các bạn nhé, và hiện nay ở Việt Nam là chưa ai sử dụng và tôi là người khám phá đầu tiên. Cũng có thể có người sử dụng rồi nhưng tôi chưa chắc lắm, vì tôi cũng không thấy ở trên mạng mấy, trên mạng xã hội mấy. Và chúng ta sử dụng phần mềm này, chúng ta làm thì tôi sẽ dạy cái bài đầu tiên, bài cơ bản, sau đó các bạn sẽ học dần các bài khác. Đấy, ta extract file và ta installing các file được giải nén ra và cài đặt vào trong thư mục. Đây là một phần mềm cực kỳ hay, nếu các bạn chịu khó làm thì rất nhiều dự án các bạn có thể tự nhà kiếm tiền làm được, nhiều làm nhiều phim hoạt hình cho các bạn có thể phát triển được. Tôi thì không có thời gian mấy, tôi chỉ khám phá và giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng, còn phim tôi làm rất ít, không không có cả thời gian để mà làm, vì tôi còn phải làm rất nhiều việc khác như lập trình vân vân. Bài đầu tiên tôi sẽ nói rõ cho các bạn thấy nhé, các bạn chạy luôn nó đây. Đấy. Rồi đây, đây là biểu tượng của nó đây.
Rồi, đây là một open source program developed from tool. Chúng ta software original created by Digital from Italy. Chúng ta Italy. Rồi, đầu tiên thì giao diện nó được trình bày như sau. Phần bên tay trái chúng ta là phần công cụ tool. Phần bên này gồm có rất nhiều cái panel để chúng ta có thể xẹt xuống để chúng ta xem. Zoom, Basic, Clear Up, Drawing, Timeline, Animator và Palette, Exit, Browser, vân vân. Đấy, các bạn có thể xem. Browser để làm gì? Để chọn các tệp mà hay các thư mục hay các gọi là tập tin hay là các file. Zoom ở đây thì chúng ta là cơ bản Basic, Clear Up. Đấy, rồi là phần để chúng ta làm sạch cái đối tượng, rồi drawing để chúng ta vẽ trên phần mềm này, timeline là dùng để chúng ta chạy trên cái dòng thời gian. Đấy, đây là animator là dùng để chúng ta chạy. Rồi bây giờ tôi sẽ exit là để vẽ theo exit theo cột, thì tất cả giao diện nó đều là chuyển đổi hoán đổi cho nhau thôi. Chúng ta vào vùng basic nhé. Thế trong phần file này thì của chúng ta, file này chúng ta gồm có save all để chúng ta cất toàn bộ, ghi toàn bộ. New screen là cảnh mới, load screen là load cái cảnh ra, và save as đặt tên cảnh mới là load folder, load subsheet, exit, convert file thì chúng ta dùng để convert, chuyển đổi file, import, nhập vào, export, xuất ra, print, exit là in ra cái bảng exit của chúng ta. Đấy, phần này là phần tham chiếu là thì chúng ta có thể đặt interface vân vân, thì cái này các bạn cũng như các tất cả phần mềm khác các bạn có thể đặt ở trong này những cái tính năng của nó. Đấy, tính năng của nó nhá. Rồi, cái này tôi thấy là rất là hay, các bạn hiểu chưa? Rồi, thì trên cái cửa sổ của chúng ta giống như cửa sổ của cửa sổ pet của Toon Boom và Harmony, nó cũng giống như vậy, thì các bạn có thể vẽ trên đây. Ở đây gồm có rất là nhiều phần, ví dụ như là phần camera này, rồi phần field guide này, đấy, phần camera stand view này, vân vân. Đấy, rồi phần 3D này, đấy, 3D. Các bạn có thể làm như vậy. Phần cái này là các con mắt preview để chúng ta xem lại cái cảnh của mình trong phần đây. Còn phần ở dưới thì các bạn cũng thấy là nó rất là tiện lợi, có phần play và dừng, stop, vân vân. Rồi các kênh, ba kênh màu của chúng ta như trong Photoshop. Đó. Phần color ở đây thì có cho các bạn cách trượt để chúng ta có thể lấy các màu trong này. Các màu trong này. Phần này nó tiện, rất là tiện ích, các bạn dùng rất dễ. Và trên này có phần công cụ đầu tiên là công cụ Animator Tool. Tool để các bạn có thể là gì, làm hoạt hình. Phần Select Tool, phần Brush là cái con cọ, phần Geometric là dùng để các hình khối, của chữ T đánh văn bản, phần Pen hay là phần Fill ấy, vân vân, chúng ta có thể sử dụng các phần này. Con tẩy, rồi Tab Tool, như là băng cuộn, vân vân. Chúng ta sẽ khám phá dần nhé. Ở đây chúng ta có thể là làm được rất nhiều phim hoạt hình. Và cái này cho có cả Zigging, xương, rồi Bond, các thứ các bạn có thể gắn được vào hết. Đấy. Thì để phóng to các bạn dùng như này cho tôi. Shift cách dùng để phóng to thu nhỏ. Shift cách dùng để phóng to thu nhỏ. Phóng to thu nhỏ cái vùng làm việc của chúng ta. Shift cách nhá. Bàn tay các bạn sử dụng là phím cách như Photoshop. The same Photoshop các bạn sử dụng như thế cho tôi. Dễ dàng. Thì trên đây các menu như là Scan, Clear Up là các bạn có thể quét cái máy quét vào, Opacity là độ mờ vân vân.
level là level, cái này là khác với lại các phần mềm khác một chút tí tôi sẽ nói sau. Phần exit thì chúng ta gồm có đặt cảnh camera vân vân, các bạn thể trộn các lớp ở trộn các level với nhau. Đấy, apply mask line vân vân, mask line tức là để thực thi cái sự tương ứng của các đường thẳng vân vân. Đấy, cell này, play này, render, render là để làm xuất phim và vân vân. Đấy là phần mềm này các bạn cài đặt ra nhá. Thì bây giờ tôi sẽ nói như sau. Giống như phần mềm của các bộ phận khác, của các phần mềm khác nó có gồm column 1, column 2, column 3, column 4. Tương tự cho chúng ta là giống như là chúng ta sắp xếp lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 đấy. Đấy, trong Tool Boom nó cũng vậy, trong GreyTalk nó cũng vậy nhá, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4. Rồi đây là các frame. Đấy, các frame các bạn có thể vẽ frame mà các bạn expose nó ra, kéo này ra nó sẽ hở ra. Các bạn chú ý là 24 hình trên giây nhá. Phần mềm này sử dụng 24 hình trên giây. Phần level, level chip tức là cái gì? Cái này chính là cái mà gọi là giống như cuộn phim ấy các bạn. Khi chúng ta vẽ hình lên trên này, chúng ta sẽ áp dụng cho cái cột nào được sử dụng thì cột đó sẽ được áp dụng cái cuộn phim được rửa vào. Đấy, đây giống như cuộn phim nhá, tác dụng của nó như vậy. Thì ở đây của chúng ta gồm có hai cái này, new vector level tức là chúng ta vẽ cái level bằng vector, còn chúng ta chọn cái nút này thì là new tool master level là dùng để vẽ như kiểu hình ảnh, như là dùng chổi sơn vân vân. Đấy, tất cả này như vậy. Thì bây giờ ở cái chỗ vùng 1, ở frame 1, đây tôi lấy ví dụ frame 1. Thì tôi chạy cái phần mềm chuột lên đã. Tôi cũng dùng một cái phần mềm chuột để cho nó chạy lên đúng không? Rồi. Đấy. Phần mềm chuột, trước khi phần mềm chuột tắt cái này đã thì nó mới lên được. Nó có hơi bị ảnh hưởng một chút. Bây giờ chuột lên nhá. Rồi, ở đây tôi cài cả một Tool Boom Harmony đấy, các bạn xem bài Tool Boom Harmony các bạn làm. Còn bạn nào thạo phần này, học xong phần này các bạn thạo các bạn làm. Tôi hy vọng là các bạn theo tôi để chúng ta trở thành những người thiết kế vẽ các nhân vật hoạt hình một cách tốt nhất. Nào bây giờ chúng ta đặt cảnh đầu tiên. Chẳng hạn ở đây tôi đặt cảnh là bóng trượt, tôi làm vẽ một quả bóng. Ok. Rồi, bóng trượt. Bây giờ các bạn nhé, đầu tiên tôi vẽ một cái đường cong. Vẽ một cái đường cong như này. Tôi còn chốn Z. Để tôi vẽ sơn này nó hơi... tôi xóa nó đi nhé, các bạn xóa cái phim này đi. Tôi xóa này đi. Đó. Rồi cuộn phim đầu tiên, bây giờ tôi sẽ sử dụng là cái chổi, và các bạn chú ý option ở trên nhé. Với cái phần này đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng là load cái gì lên, là load vector đi. Ok nhá, load vector này. Đấy, ok, rồi vector đây. Thì bây giờ ta mới vẽ vector. Load hình ảnh, load sơn thì chúng ta sẽ load cái kiểu sơn sau. Tức là tên ấy, để chúng ta có thể vẽ được các hình ảnh dưới dạng chối. Còn ở đây chúng ta chọn này. Thì ở đây các bạn nhìn thấy là min và max là cỡ của chối. Đấy, min max. Accuracy là độ chính xác. Độ chính xác. Accurate, smooth là độ mượt. Này các bạn chú ý như đây nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái chỗ, vẽ một đường. Ta đợi nó để nó tiến đến gấp. Ok. Rồi. Đó.
ta được một cái chổi sơn này. Bây giờ các bạn sẽ sửa cái chổi này bằng cách như nào? Các bạn có thể chọn đây, các bạn ta bắt đầu từ làm lại nhá, làm lại khung này. Ok. Đấy, khung này. Bây giờ ta sẽ rồi bây giờ chúng ta nhìn này. Tại đây số 3 thì có nghĩa là Z3. Đây Z2. Z2 nó là cái này. Z3 nó là cái này. Thì bây giờ ta mở rộng cái lần Z3 này lên, ta kéo ra đến đây. Nhá. Thì ở đây tôi kéo, các bạn kéo đến bao nhiêu thì cái frame của chúng ta sẽ dài bấy nhiêu. Rồi bây giờ đến cột 2. Cột 2 ở đây là không có level, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sang cột 1 thì nó có. Đấy. Cột 1 thì nó có, nhưng cột 2 nó không có. Thì cột 2 ở đây chúng ta cũng loát ra một cái cho tôi là new. Tôi gọi là cột này gọi là bóng. Được không các bạn? Ok, ok bóng. Rồi đến cột bóng này. Nha, cột bóng này các bạn vẽ cho tôi một hình ảnh là một quả cầu nhỏ. Đấy. Quả cầu nhỏ này với cái bóng là một. Tôi kéo rộng cái này ra thành nhiều frame. Vẽ lại. Vẽ thử như thế nhé. Rồi bây giờ có bóng rồi đó. Bạn kéo xuống. Ok. Nào bây giờ chúng ta sẽ cho nó chuyển động từ bên này qua bên này. Được không? Rồi để vào chuyển động thì các bạn chú ý nhìn vào đây này. Bạn chú ý nhé. Tại bóng chúng ta ấn keyframe đầu tiên. Set key. Rồi bây giờ các bạn vào đây. Bạn. Một tôi xóa cái này nhé. Vẽ lại một cầu. Xong các bạn loát cho tôi một cái là new style để cho nó có màu. Màu đây tôi đổ vào thôi. Trong bảng table 2 nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ đổ sơn vào trong. Thế. Đấy.
cái vector. Đấy. Đến đây tôi sử dụng công cụ này. Chúng ta chọn cái nút là bỏ đi cái active. Đấy, bỏ đi cái active của cái phần onion. Thế bây giờ chúng ta sẽ chọn đây. Xóa cái này đi, xóa cột này thứ hai, bò bây giờ tôi vẽ cẩn thận lại. Rồi bây giờ tôi mới dùng cái này, tôi kéo rộng nó ra xuống dưới đó. Rồi cái này tôi vứt đi, cột này tôi xóa cột này đi đó. Bây giờ tôi sẽ sử dụng cái công cụ này. Các bạn nhìn thấy nhé, tại đây tôi set là kinh phiên 1. Sau đó tôi chọn position, tôi chọn ở đây là tâm là center, để tôi cho cái center này vào đây đó. Sau đó tôi chọn position, tôi chuyển xuống đây đây. Rồi đến đến phần này tôi lại cho chuyển xuống đây đó. Đến đây xong rồi, đến đây tôi lại cho nó chuyển xuống đến đây. Đó. Đến đây tôi cho chuyển nó lên đây. Xong đến đây nó lại tụt xuống. Đây lại tụt lên. Đó. Đây tôi lại chuyển xuống. Đó. Các bạn nhìn thấy bây giờ ta cho nó chạy nhé. Đoạn từ đây rồi ta coi như là ta tính từ chỗ này đi. Lúc nãy là tôi để quên để cái cột phía trên. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ mở đây thì cho nó center. Ta phải chọn center nhé, để ta đưa cái con trỏ nó vào đây, sau đó để cho nó vào đây. Đó. Rồi đến đây xuống đây một đoạn đúng không, rồi đến đây xuống đây một đoạn này. Bây giờ chúng ta thử chạy.
nhá, chỗ này chúng ta xóa đi. Chạy thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử. Đấy. Cái phần dưới này là do lúc đầu tôi kéo nó không được, tôi xóa từ đây đi. Tôi chỉ còn lại phần từ trên này đến đây thôi. Các bạn chú ý nhé. Đấy. Thì bây giờ tao chạy. Nghĩa tôi sẽ phải điều chỉnh lại để cho nó hợp lý, đúng không? Bây giờ các bạn mấy quả bóng nào cũng được. Tôi tính từ đây, bây giờ tôi sẽ xóa đến đây đi, xóa hết keyframe đi. Tôi xóa keyframe đi. Cho keyframe này xóa hết hoặc không, gọi bạn thử lại nhé. Giờ tôi xóa nó đi, hoặc tôi loát cái này ra, tôi loát còn một cái tôi loát một cái mới. Sáu. Hơi chậm một chút các bạn thông cảm nhé. Rồi bây giờ tôi xóa cái con này đi. Đó, tôi cho con này vào đây. Cho này vào đây, xóa bớt một con đi cũng được. Hoặc các bạn cứ để cũng được. Và bây giờ ta sẽ kéo con này xuống để cùng với cái dưới. Đây. Rồi tại đây thì các bạn bây giờ điều khiển nó nhé, các bạn chọn này. Các bạn cho center nó vào đây. Rồi các bạn cho vị trí position này. Các bạn chuyển ra. Ok, và bây giờ tôi làm lại nhé. Tại đây. Ở đây. Đấy, sang đây. Tôi lại dịch chuyển xuống đây. Và tại đây tôi quay. Chuyển xuống đến đây, xong tôi lại quay một phát. Đó.
Đây tôi lại chuyển xuống đây, xong tôi lại quay một phát rotate đó. Rồi đến đây tôi lại chuyển xuống đây, các bạn lại quay tròn một cái đó. Đến đây các bạn cho di chuyển đến kia đó. Đây keyframe nhé, rồi các bạn sau các bạn lại cho chọn cái này đến đây đó. Đây các bạn đưa lên trên ngọn đó, lên đây, lên đây xong các bạn bây giờ các bạn quay phát đến đây, đến đây rồi. Đấy, đến đây nó mở tiếp các bạn, xuống đây. Đến đây rồi thì ta xóa cái frame này đi. Đó, đến đây rồi. Bây giờ các bạn lại cho nó quay tiếp. Rồi bây giờ ta thử chạy nhé. Từ đây đến đây các bạn xóa nó đi, ấn phím delete trên bàn phím. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Chuyện vừa chạy vừa quay. À, vừa chạy vừa quay. Đây là một cái bài ví dụ bài đầu. Để các bạn theo dõi như thế. Đấy, các bạn vừa chạy vừa quay. Đấy. Ngon lành chưa các bạn? Đấy, ngon lành rồi nhá. Bao giờ nó cũng phải có cái đầu màu này, sau chúng ta sẽ xóa đi sau khi xuất phim này, cái phần đầu tiên của khung ấy. Đấy, nó sẽ như vậy. Các bạn thấy là phần mềm này tuyệt vời đúng không? Đấy, rất là mềm mềm mại nhá. Đấy, tôi lấy ví dụ như thế. Rồi, tôi đã dạy xong bài 1, các bạn chú ý bài thứ 2 các bạn theo dõi nhá để chúng ta làm. Ok các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ thấy hay thì subscribe cho tôi để tôi ra nhiều cái phim hướng dẫn các bạn cách chúng ta nâng cao cái phần mềm này lên. Chúng nó có thể rigging rất là mượt mà hơn cả những cái phần mềm có mất phí như Toon Boom Harmony. Đây là Open Toon Boom là phần mở. Hãng phần mềm này của Ý nha các bạn, chú ý nha. Của Italy đấy. Đó. Các bạn nhìn thấy nó vừa quay đấy, rất là mượt mà đúng không? Nó không gấp như cái kia đấy. Ok, thank you các bạn. Rồi các bạn chú ý bài xong. Đấy. Rồi tôi chào các bạn.